quý vị có con em bị cận viễn và loạn độ cao, cận trên dưới 10 độ, loạn trên dưới 4 độ, bác sĩ nhãn khoa James Trương có phương pháp thiết kế tròng OrthoCare mới nhất 2018 JTO với hiệu quả cao nhất ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất. Phương pháp này cũng giúp cho chính quý vị lớn tuổi bị cận viễn và lão thị để khỏi phải mang kính khi làm các ngành nghề đòi hỏi tỉ mỉ như nails, xăm thẩm mỹ, văn phòng. Tham khảo hoàn toàn miễn phí 714-418-9607. Nếu con em hay chính quý vị bị rối loạn thị giác do ADHD hoặc autism, bị lazy eye, mù màu, kém trí nhớ, hoặc người lớn nếu bị cườm khô không muốn mổ, bác sĩ nhãn khoa James Trương có phương pháp kính lọc màu điều chỉnh thị lực và thị giác với hiệu quả từ 50-90%. Tham khảo hoàn toàn miễn phí, đặc biệt nếu sign up OrthoCare cùng ngày tham khảo sẽ được tặng bonus kính lọc màu. Xin gọi để biết thêm chi tiết 714-418-9607, 714-418-9607. Bác sĩ nhãn khoa James Trương chính thức là hội viên cao cấp nhất fellowship và giám khảo các cuộc thi fellowship của Hiệp hội OrthoCare Hoa Kỳ và quốc tế. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng có 6 bằng cấp thiết kế trong OrthoCare nhằm đạt kết quả cao nhất về OrthoCare. Hội viên của nhiều hiệp hội Vision Therapy, tức là điều chỉnh thị lực và thị giác gồm COVD, hiệu chỉnh mắt yếu, lazy eye và mắt lé. Hội viên CSO, tức là Color Vision Therapy, dùng kính lọc màu hỗ trợ trong việc điều chỉnh các chứng bệnh có liên quan về mắt. Hội viên của NORA nhằm phục hồi các rối loạn chức năng thị giác sau chiến tranh, tức là PTSD, chấn thương đầu hoặc stroke. Hội viên BOAF, Behavior Optometry, nhằm hỗ trợ điều chỉnh thị lực cho các trường hợp bị rối loạn thị giác do ADHD, autism. Bác sĩ James Trương cũng có Board Certification in Optometry. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng được đài truyền hình 13 KCOP bầu chọn là Top Optometrist trong nhiều năm, từ năm 2014 đến năm 2017. Chúng tôi xin giới thiệu một cái mở rộng của IK Optometry của Fountain Valley và tôi là bác sĩ James Trương. Thì đây là một cái mở rộng ra và chúng tôi có thêm được cái phòng chờ. Đây là một cái phòng training contact lens room. Và cái phòng này cũng là một cái phòng về exercise, coi như là eye exercise. Chúng tôi sắp sửa chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị. Và đây cái phòng này là một cái phòng để tập luyện contact lens. Chúng tôi có rất nhiều phòng để tập luyện contact lens. Thành ra quý vị không phải lo sợ là ví dụ chúng tôi có nhiều bệnh nhân mà quý vị phải ngồi chờ nhiều, thì mỗi các em sẽ ngồi tập và các cô sẽ đi coi các em tập như thế nào. Đây là chương trình Đôi Mắt Sáng với bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry Farm Valley cùng Mộng Lan. Mộng Lan xin kính chào bác sĩ. Chào chị Mộng Lan và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Đôi Mắt Sáng của chúng tôi. Thì chương trình này, ngoài chương trình Đôi Mắt Sáng, chúng tôi vẫn có cái chương trình mà quý vị vẫn theo dõi trên truyền hình, là chương trình OKC, tức là phương pháp phối hợp OrthoCare và kính lọc màu. Và đặc biệt chúng ta nói về, hôm nay nói về kính lọc màu. Kính lọc màu trong 2 năm rưỡi qua tôi đã thực hiện kính lọc màu rất nhiều. Và đồng thời chúng tôi càng đi sâu và càng khám phá được nhiều cái hay, giống như mình đang bước vào một cái chân trời mà chân trời khoa học mới. Và đây là hoàn toàn là khoa học, tại vì tất cả các màu sắc mà chúng ta chọn lọc á, nó sẽ đi qua cái mắt của chúng ta, và sau đó nó đi lên cái võng mạc chúng ta và nó đi vào não chúng ta, và từ đó nó sẽ kiểm soát những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não và nó điều chỉnh lại những cái gì mất cân bằng. Cái chính của cái color vision therapy, cái kính lọc màu, là mình nó nhấn mạnh là cái chữ nó gọi là synchronize hoặc là cái chữ là balancing. Cái căn bản của phương pháp này là cân bằng. Quý vị nhớ là khi cuộc sống chúng ta, tất cả mọi thứ từ lúc sanh đẻ ra, có một số người đã bị mất cân bằng ngay từ đầu, còn thông thường các mọi người đều là cân bằng. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta vật lộn với cuộc sống rất nhiều, thành ra chúng ta mất cân bằng về mọi lĩnh vực. Có người thì trở nên bị tiểu đường, cao huyết áp, bệnh, rồi các bệnh này bệnh kia, rồi có những người đi tới con đường về bị thận, rồi bị gan, hư gan hư thận nếu mà uống rượu nhiều quá. Cho nên tất cả các biến chuyển đều là biến chuyển mất cân bằng, và mục đích là chúng ta phải cân bằng lại. Thì một số em nhỏ mới sanh ra bị ADHD, bị chứng autism, rồi các em bị lazy eye, mắt yếu, mắt rõ, rồi một số em bị chậm phát triển. Trong các chứng chậm phát triển, chúng ta có thể liệt kê là cái chứng giống như bị bại não, hoặc là cái chứng giống như các em bị chậm thiểu năng phát triển, và một số các em bị bệnh Down syndrome, hoặc là các em bị thiểu năng, thì các em học hành, các em kém. Và tất cả những chứng này, người ta thấy có điều lạ là nó đều có liên quan tới mắt, và mắt các em đều yếu.
Thành ra chúng tôi phải nhấn mạnh tới phương pháp Color Vision Therapy là một trong cái chi nhánh của Vision Therapy. Trước đây là đều là Vision Therapy. Vision Therapy là một cái liệu pháp trị liệu giúp cho cái mắt mình điều chỉnh lại. Và cái Color Vision Therapy nó hay hơn nữa là nó thuộc hàng cao cấp, tức là hàng cấp tiến hơn, tân tiến hơn, là nó chỉnh vào cái bộ não, từ mắt chỉnh vào bộ não chúng ta, và giúp cho vừa chỉnh cái thị lực và vừa chỉnh luôn cả cái cơ thể chúng ta nữa. Thì đây là một trường hợp tôi muốn giới thiệu. Đây là một em này là thiểu năng về cái trí tuệ, tức là phát triển trí tuệ chậm chạp hơn. Là em nằm trong chương trình học đặc biệt. Và em này có một cái đặc biệt là trước đây đó, là em học hành đó, thì cái chữ viết em nó như là người ta gọi chữ gà bới vậy đó, nó lên xuống dữ lắm, nguệch ngoạc xấu. Và cái thứ hai nữa là em ít khi nào mà em được 100 điểm lắm, em học rất là khó khăn, khó nhớ và khó học được. Và cái thứ ba là cái mắt em rất là kém, em nhìn, chúng tôi test lại em nhìn 20-70 trở lên. Thì đây là một cái chia sẻ sau khi em dùng kính lọc màu với chúng tôi. Gia đình biết được kính lọc màu này và đã tới rất là quan tâm về vấn đề của em. Và một điều kỳ diệu là sau khi em dùng kính lọc màu chỉ có một tháng thôi quý vị, một tháng thôi, gia đình rất chuyên tâm và cho em tập và em cũng rất thích tập. Thì sau một tháng nó lại có ba cái vấn đề em thay đổi. Vấn đề thứ nhất là cái chữ em đẹp hơn, cái em mặc dù chưa đẹp hẳn đâu mà thẳng thớn hơn. Cái thứ hai đó là cái trí tuệ của em nó khá hơn. Và em đã được 2 lần 100 điểm về toán mà cô giáo nó chưa bao giờ em được hết đó. Và cái điều thứ ba nữa đó, gia đình em rất là happy. Và điều thứ ba nữa là cái thị lực của em đó, nó tăng lên 2 dòng. Em đang đọc được 20-70 vào giờ. Trước mắt của chị của em ngồi coi, em đã đọc được 20-50. Vâng, cái điều kỳ diệu đó đúng cho các vị biết là cái hiệu quả kính lọc màu rất là cao. Nhiều quý vị nghĩ là cái này là nó nhiều khi nó đơn giản quá, quý vị nghĩ không phải, cái này là rất là cao. Thì nhân tiện đây thì kể kết thúc, tôi xin kể quý vị nghe câu chuyện. Câu chuyện này có một vị vua, ông này ông mới là ông vua này thì ông nổi tiếng là ông cũng hơi ác lắm. Thì có một cái vị hiền triết tới mới cho ông nói là cái món quà này nó đáng 1000 vàng đó. Là ông vua ông nói ta sẵn sàng trả 1000 vàng. Đến khi ông hiền triết đi rồi để lại một cái phong thơ thôi. Thì ông vua này ông nói, ông mở ra ông nói có vài chữ à. Ông vua này ông rất là bực mình, ông vì hiền triết này dám lấy ta 1000, dám đánh lừa ta. Thế là mới cho người đuổi theo, nhưng mà ông hiền triết ông biến mất rồi. Đến khi đó thì ông vua ông mới sau đó ông vua ông mới ra lệnh cho một cái ông quan đi tìm giết cái ông hiền triết đó. Thì đến khi tìm không ra thì ông vua ông mới tức quá, ông mới tống ông quan này vô ngục và ông coi như là giết ông quan này luôn. Thì đứa con của ông quan mới tức quá, nói là coi như bố mình là vô tội, thì mới quyết định đứng dậy lên lật đổ ông vua. Thì khi lật đổ ông vua thì lật xong rồi thì lúc đó nó thì cuối cùng á thì ông đứa con này thì lại không lật đổ nữa, thì coi như cho ông vua này trở lại. Thì ông vua này ông mới lúc đó đem ông đứa con này ra xử tử. Thì ông vua ông mới đứa con này nó mới nhắc lại cái câu chuyện cái lá thơ đó, thì ông vua này ông mới giật mình, ông mới nói thôi chết rồi. Thế là ông mới tha tội cho cái đứa con này, không có chém đầu đứa con này nữa. Thì cái người ta mới thắc mắc lắm, mọi triều thần đều thắc mắc đến. Mà cuối cùng người ta mới find out là trong cái thơ đó chỉ nó có vỏn vẹn một câu thôi: nếu chúng ta không xác định được là cái điều đó là gây nên cái hậu quả nào thì chúng ta đừng nên làm. Thì cái câu này á, là ông vua ông mới nhớ lại là nếu mà thực ra ông không có ông không có coi như là nghi ngờ ông quan á, thì ông không có chạm ông quan, thì không có cái sự vụ mà ông con ông lại lật đổ ông. Thì ông nói nếu mà ta lại chạm thủ nó lại sẽ gây nên cái thù oán nữa, thì ta lại bị người khác ghét ganh ghét nữa. Thế là từ đó trở đi là ông đưa cái câu đó lên tất cả toàn dân thế giới để coi như mọi người để ghi tâm là không có bị không có theo những cái đường lối cũ nữa. Thì qua câu chuyện này tôi muốn nói quý vị đó là tất cả mọi quyết định của mình, giống như người nhà đó, người nhà của bé này quyết định là cho cháu đi chỉ này chỉ kia nhưng mà không khỏi, nhưng mà cái quyết định cho cháu làm cái phương pháp kính lọc màu và cuối cùng có cái kết quả, thì chúng ta có cái kết quả mà chúng ta nghĩ tới, chúng ta có kết quả tốt thì chúng ta theo đó làm, mà nếu kết quả không tốt thì chúng ta không cần làm. Nhưng mà người nhà đã quyết định quyết tâm nghĩ là kết quả tốt và cuối cùng kết quả đang chuyển biến tốt cho em đó.
Cảm ơn bác sĩ và số điện thoại để quý vị gọi để được tham khảo miễn phí và trực tiếp với bác sĩ nhãn khoa James Trương. Và nếu quý vị quyết định sign up OrthoK cùng ngày tham khảo, quý vị sẽ được tặng kính lọc màu trong tháng này mà thôi. Số điện thoại là 714-418-9607, 714-418-9607. Và bây giờ là phần live testimonial của một trong những bệnh nhân của bác sĩ em Quỳnh Anh. Thôi chị và bé, thì đây là buổi phỏng vấn về light therapy, là kính lọc màu. Chị ơi, chị có thể giới thiệu về chị và bé làm cái light therapy được không ạ? Dạ, em tên là Minh Anh, bé là tên Quỳnh Anh, là em gái của em. Năm nay bé 10 tuổi. Dạ. Mới làm cái light therapy được 1 tháng. Dạ, dạ. Bé có bao nhiêu cái filter chị? Dạ, có 4 cái filter. Dạ, là một ngày bé phải tập bao nhiêu lần? Một ngày hiện tại đang tập một lần là dạ. 32 phút. Dạ. Thì sau một tháng chị có thể cho em biết cái suy nghĩ của chị và cái kết quả đeo dạ. cái light therapy như thế nào? Lúc trước đó là bé đi học quá thì gặp nhiều khó khăn bởi vì bé có vấn đề về mắt á. Dạ. Sau viết chữ không có thẳng hàng. Dạ. Và hiện tại bây giờ là sau một tháng đeo thì cái light nó mặc dù là nó vẫn không được thẳng lắm nhưng mà nó đã bắt đầu vào được theo một cái đường rồi. Dạ. Chứ nó không có lên xuống như ngày xưa nữa. Dạ. Thứ hai là bé đi học được 2 lần 100 điểm. Wow. Good job. Good job, right? Yeah. Mà bác sĩ có nói là bé hiện tại là lên được 2 line. Ngày xưa là đọc 20-70 và bây giờ đọc 20-50. Wow, dạ. Yes. So it's much better, huh? Dạ. Dạ. Sao chị biết về cái chương trình light therapy? Tại em á, bản thân em là cũng làm OrthoK ở đây. Dạ. Dạ. Thì có đi OrthoK ở đây được 2 năm rồi. Và thì dạ. nó rất là hiệu quả. Mới đến văn phòng nhờ đến phòng khám để nhờ bác sĩ xem cho dạ. bé dạ. chương trình nào phù hợp. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, mặc dù cái chương trình kính lọc màu chúng tôi đã phổ biến quý vị hơn 2 năm nữa nay, và chương trình này có rất nhiều cái đặc biệt trong vấn đề lazy eye, ADHD, autism và ngay cả những cái em chậm phát triển, thì đã giúp ngay cả kính lọc màu cũng giúp cho cường mắt. Chương trình này chúng tôi đã có promotion, thì coi như là trong cái tháng này nếu mà quý vị nào có con em hay là tới sign up một OrthoK cùng ngày, quý vị sẽ được tặng một kính lọc màu.